cá nâu bà con tôi biết cá nâu hết rồi phải bà con cá nâu mềm thịt mà nó cũng rẻ tiền giá thành nó vừa để chúng ta ăn cho nó mạnh khỏe ăn nó rất tốt cho sức khỏe nhưng mà không phải tốt cho sức khỏe là ai cũng ăn được hết có những người có bệnh thế này những người thế này vui lòng đừng ăn nha bà con ăn nào không tốt gì cả bà con ơi đó là cá nâu cá nâu thì những người không được ăn là không ăn mật cá không ăn nạo cá. Và người say rượu thì cũng không ăn cá nâu. Trẻ em từ 5 tuổi trở xuống. Người lớn tuổi 65 tuổi trở lên. Người bị cao huyết áp. Là vui lòng đừng ăn cá nâu nha bà con. Ăn cá nâu vào không tốt gì cho sức khỏe của chúng ta đâu bà con ơi. Bà con nhớ là cá nâu còn lại là nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nó tốt cho sức khỏe là nó tốt cho bà bầu ăn được tốt cho sức khỏe, tốt cho thai nhi. Phụ nữ đang cho con bú, phụ nữ đang cho con bú tốt tốt cho việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim, mạch và tốt tốt cho việc hỗ trợ chức năng não bộ của mẹ và của bé ăn như bình thường các loại cá khác không sao cả nhưng mà nếu ta ăn 6 ngày ăn liên tục 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn tiếp nha bà con ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn tiếp bà con ơi kênh chúng tôi một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe bà con đã thấy được vui lòng đăng ký để bốn video chúng tôi sẽ đấm sến hơn và đăng ký như vậy là ủng hộ chúng tôi cảm ơn bà con lắm và đồng thời bà con nhớ chia sẻ để mọi người cùng nhau biết cùng nhau mạnh khỏe và bà con nhớ đăng lại để mọi người biết mọi người cùng mạnh khỏe chúc bà con ra vui trẻ khỏe đẹp nào xin chào